Em xin thông báo cho tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại các bác ở cái video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục là một cái video mình quay về cái công việc hôm nay, cũng như là em Phú đã để cho em Phú tự làm luôn anh em nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lên để bảo qua em Phú một chút. Bây giờ làm cái đường đứng lên đây xong quăng hết cái này vứt xuống dưới kia, em cho đấy, tí em lại phải quăng lại à? Cái này bỏ hết xuống dưới hố kia cơ mà. Đi đây, đi theo cái lối này, xong đứng ở trên mép đấy, xong quăng từ đây thả bên kia. San là san bằng nó ra để trèo lên thôi, chứ không phải gạt về đây, gạt về đây tí là phải lôi đi à. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ra đằng trước này. Cái rác này là cái rác hôm trước là mình có làm cái video đi dọn sân đấy các bác. Anh em có để ý là những cái cây quất hồng bì này, những cái rác của cái vỏ bao xi măng với lại các cái gạch, cái những cái viên gạch kia các bác, đấy là mình hót hết về đây. Đó, thì ở đây thì rất may ở chỗ này lại có hai cái xe xỉ này. Đây này, xe xỉ này rất là đẹp luôn, xe xỉ này làm đường thì tuyệt vời luôn anh em nhá. Đấy, cái chỗ này thì bây giờ mình đang lấp đi ra cái hồ. Đây nó không phải là cái hồ đâu mà là cái nó là một cái đoạn trũng, nhưng mà cái phía đầu dưới kia nó bị tắc cái cống các bác, cho nên là nước nó dâng lên đây. Bây giờ ở chỗ này người ta sẽ không làm được cái gì, không rồng được cây, cũng như là không thể nuôi cá được. Cá thì lâu nước nó lại lên cao quá thì cái ao nó sẽ tràn ra. Đấy, ở phía bên kia là người ta có một cái nhà, người ta xây một cái móng kè đá này và lên một cái mái rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Đấy, nhà gỗ luôn anh em nhé. Đây thì em Phú thì cái này thì em Phú thì em mới hiện tại thì bây giờ em mới đang em mới gọi là vừa học vừa làm các bác ạ, vừa học vừa làm, cho nên là có những cái thì chưa biết, cho nên là mình đi theo để mình có thể là mình chỉ bảo cái cách làm đấy các bác. Cái cách làm bây giờ thì có thể em ý chưa được, em nghĩ nó chưa được gọi là làm để cho nó nhanh gọn cả. Đấy, xong rồi san bên kia đi, xong rồi lùi lại đây để kéo nó giật lại, xong bắt đầu quăng thả nó xuống đấy, san nó bằng ra, hơi bằng ra. Xong rồi bên để kéo hết cái rác, cho cái rác hôm trước, xong rồi vút cái đất này, cái đống này để lại để lúc làm đường nhá. Ui, đống này để lại lúc san ra làm đường nhá. Cái đống này để lúc san làm đường ấy, còn cái đất này cứ cho hết xuống dưới. Bây giờ cứ dồn cái rác đi trước ấy, cho thì để cái phương án của mình bây giờ là cho hết cái rác này, là mới lại là cái đất nào mà có bùn, nào mà bùn mà ẩm ấy, là mình sẽ múc bỏ hết đi, cho hết xuống dưới hố này. Đây này, nó còn rộng ra tít ngoài này mà các bác. Đấy, xúc sâu xuống sát đất ấy. Đấy, đấy, cào hết cái rác về. Cái con máy này là cái con máy anh Sơn mua sau các bạn nhé. Anh Sơn mua sau và có một cái hệ thống đường búa. Hôm trước mình cũng có làm vài cái video mà nó có cái những cái video nó về cái máy này đấy, là nó có cái hệ thống đường búa ở hai cái bên sườn này kìa, nhưng mà cái máy này anh Sơn chưa mua búa. Hạ cái bên xuống cho nó khỏi bập bênh, cào hết ở ngoài kia về đây, làm giật từ ngoài, gọn từ ngoài vào. Đấy, vâng. Có chứ, ông phải cho rác xuống dưới chứ không làm sao mà đi được. Vâng. Vâng. Đấy.
Cái này là cái hộp xốp này nó nổi ở trên chả lấp đi. Vâng, đổ dần không ạ? Đổ dần nó mới hết được. Đấy, bắt đầu xúc hết cái da, cái cho hết cái da này đi, xong bắt đầu quăng cái đất ấy nào. Cái này để làm đường không ạ? Vâng, vâng, còn cái đất kia mình cho ở dưới. Cái này nó cuốc đường ở đâu, nó có cái lẫn bây mà. Nhưng mà bây giờ nó ướt thì nó không, mình không làm đường được. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cho nó mỏng ra, cho nó mỏng ra xúc cái mới dễ. Ủi nó mỏng đó. Đấy. Cái này bây giờ lúc nào có thì mang về được không ạ? Cũng không có trước được đâu, không biết được trước đâu. Đấy, cho hết rác ra. Vâng. Vâng. Cái kia thì cứ để đấy đã, cái kia đất đẹp. Sau này mình bỏ hết cái này, bắt đầu mình mới cho lên mặt đi. Nhưng mà mình mới cho hết cái này ở dưới, xong bắt đầu mới cho cái đất đẹp kia lên. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng. Xúc. Xúc cái cành cây này thì nó có cành ra ngang, cành dọc đó các bác. Cho nên là mình đi lại là nó cũng không được mình đi lại mới lại xúc trước là nó vào nó mắc. Cho nên là cứ phải hót cho nó sạch đi. Gần quá thì lại làm lại tiến ra đây. Máy của anh Đức hay là của anh? Vâng, máy của anh Đức không ạ? Dạ. Tí nữa đi dọc, tí nữa làm cái đường dọc theo đây này, xong rồi cứ múc đất thả xuống đấy, xong cái này cũng thả xuống đấy. Thì là nó không hết đường. Vâng. À, mình đứng gọn ra đây để cho em Phú em ấy quăng cho dễ. Xúc. Wow. Đứng hẳn lên nó chứ ông. Đứng hẳn lên nó quăng cho nó ra ngoài kia luôn. Vâng, quăng vứt luôn xuống cái hố này. Cái này cái cống ở dưới kia, nhà dưới kia nó làm nó tắc đi nó không được. Cái cống ở dưới chỗ vườn mía ấy, nó bị tắc rồi. À nó không, nó moi rồi đấy, nhưng mà chỗ này không cạn nữa đâu. Nó moi tối đa rồi ra bờ sông, mấy trăm mét.
ở cái chỗ vào cái chỗ nghĩa trang ấy, cái chỗ đấy có một cái cống, cống là hai chỗ một mét, nhưng mà nó lở lâu ngoài nó lấp mẹ đi rồi. Bây giờ cho cống bé này bên trên ấy, thế là nó phun lên xong nó chỉ mức nước để xuống mà. Nói chung là cái này bây giờ mình nước nó dâng cái này chả làm được cái gì được. Thế mà nếu mà không lấp vào thì chả làm cái gì được. Ao thì không được. Cứ mấy hôm nó lại nước nó lại lên thì nếu mà hết cá. Nó xuống đây thả đây không? À nó không ra nhiều, nó không ra mấy thì không sợ. Vâng. Chi lai thì nó ăn tạp nó lớn nhanh. Vâng. Không thế sau này nó lở xuống thì vâng. Nó đổ đất dưới lại đổ đá lên trên. Vâng. Thì đất nó lún rồi nó mới theo đường nó trượt xuống. Đất nó ngoài ngoài chúng ta. Nhà sản đêm thì đẹp lắm. Vâng. Tối nó bật đèn trông rất là đẹp. Vâng. Không ai như Hà Nội nó về đâu. Chỉ là nó u nó về đâu, đi mấy cảm giác nó về đâu. Vâng. U gì hả ông? Dạ. À. U lành thôi. Không. Chỗ là cái chỗ là yếu nhất. Những cái chỗ này sau này mình cứ đổ dần ra thôi không ạ? Sau này nó có rộng chỗ này rồi thì vào lúc đấy nó đường đi lại nó cứng rồi thì nó đi thoải mái. Chứ bây giờ cháu quăng từ ngoài này ra thì xa quá. Cái này dài. Vâng. Cách khoảng 3 mét rồi. Bây giờ phải để cái đường để cho nó tự đi được thì sau này nó mới cứng. Chứ bây giờ mình cứ quăng là nó không đi là nó không cứng được. Vâng. Mà gọi là xe ba chân vào nó đổ cục bê tông của đài này. Vâng. Ba đường nó đổ. Đổ đâu được đấy. Hay có nhiều chỗ này không đổ được mình định ra chỗ khác. Vâng. Để một cái đường đi này cách 100 mét một đường. Vâng. Nhưng mà là tắt đường này là đi được kia. Mà hồi nó có máy này đâu, còn thủ công chứ. Vâng. Được cái máy đã ngon. Vẫn được ngày nào được dùng máy máy cuốc này. Vẫn vâng. Chưa chạy. Chưa đổ đống xong bắt đầu vào đầu này. Lại. Ai làm mấy năm rồi. Vâng. Rồi mà có máy thì quá ngon. Nhưng mà hồi là gạch nhiều. Vâng. Đây những cái đất này thì nó mình thấy nó cũng khá là khô rồi. Đây. Những cái đống này là không biết là các bác ấy bóc ở đường đâu, có cả đá học các bác nhé. Có cả đá học đá to luôn, đất này cũng cứng này. Đất này nó khô rồi làm đường được này em. Đất này là đất ngon đấy. Làm đường thoải mái luôn. Đất này là bây giờ là hôm trước thì nó là bị ẩm lọc, nhưng bây giờ thì nó cũng khô rồi. Cái đất này là cái đất này đất này thì không biết hôm qua chở ở đâu về, chắc anh Đức anh ấy chở ở đâu về. Đấy múc cổ đất đầy bắt đầu, nhưng mà bây giờ em Phú em vẫn chưa biết là đi làm kiểu gì đâu các bạn. Cái này bây giờ mình đi theo đây múc hết cái này thảm dưới kia xong là đi sang cái vế bên kia anh em nhá. Đó, xong là đi sang về bên kia, xong là múc đến chỗ nào hết đường rồi thì mình lại lùi lại lúc đấy dưới này nó có đường rồi thì là nó sẽ có múc được hết, không phải chỉnh sửa nhiều. Chung là làm cái này thì là quay máy làm đường đi ngang sang kia xong xúc vứt xuống đấy. Đấy, sàn như đường ở bên đó. Thank you.
gạt thành cái đường anh em nhé. Có thể là mình sẽ bắn máy ra, nếu mà không biết bắn máy thì lùi lại, xong tiến lên làm thành cái đường ngon lành, xong bắt đầu lùi lại lại xúc ở đây, vứt thẳng kia, xong cái chỗ này nó cũng vậy, cứ xúc như vậy thôi. Thì có thể cái đống này ở, cái đống này nó ở xa thì có thể là mình đứng ra cái chỗ bên gốc dừa kia đấy, mình quay về gầu ở đây xúc thả như đó là nó sẽ được đấy. Đấy, lùi lại, lùi lại gạt đường. Cái này là em Phú chỉ bắn vào một bên thôi chứ không 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 kéo lại một bên. Đấy, xong rồi múc từ gọn từ ngoài kia luôn. Đấy, lùi san thành cái đường cho nó đẹp đi, xong lùi lại một tí múc hẳn từ gần gốc chuối cho nó sạch luôn cho đấy. Để múc nó gọn vứt hết cái đằng đấy đi. Bắn máy ra bên ngoài vuông vuông kia một tí cũng được. Cái đất với cái rác bây giờ là vứt hết dưới mà. Đấy, bây giờ nó gần nó ủn rác đi xuống. Đấy, lùi lại đi, lùi lại, đứng lên cái đống này, xong xúc hết cả cái đất kia luôn, vứt đi luôn. Không cần, bây giờ ra đến đây nó còn ít thì lo cái gì. Cho một ít đất vào đây để cho cái bên này nó cao bằng bên kia. Xong là múc sạch luôn gọn từ kia để vứt xuống cái hủm đấy. Quăng một ít đất vào đây, không dưới này nó lại sâu hơn rồi. Bên kia nó cao hơn, em phải quăng một ít vào đây xong em lùi lại. Quăng cái kia kìa, ngay cái kìa. Ngay cái góc xích kìa đó, tiến lên tí nữa được. Đấy, xong mà vào đến đấy là mình với đến đằng kia rồi. Rồi, chống cái ben lên, đứng như nó cân. Lùi làm sao đấy, vừa để tập với tầm với của cái đấy thôi. Xong rồi đấy, quét sách như thế, múc vào đấy, vứt cả ông kia. Tí nữa ra đến cái chỗ này thì với ra đến đây. Thì với vào trong này luôn. Cái rác kia bỏ hết sang này mặt bằng như làm sao ô tô nó đi được. Không, không hiểu à. Múc vứt xuống dưới kia. Em bảo không có rác vứt xuống dưới kia. Cái này là cái bệ nó bị vênh. Đất này là đất cứng, không được đào sâu hơn. Mà múc để làm một cái bằng nó xuôi xuống để sau này đất nó vào ấy. Cái đất bỏ đi hết. Tất cả cái này bỏ đi hết để lấy lại cái mặt bằng này để sau này đổ lấn ra ngoài đấy. Ủi với được cái rác cái ủi nó sâu xuống một tí nữa. Vứt ngay ra cái đầu ngọn chuối đấy được mà. Rồi mình sẽ đứng bên đây nhá. Đấy, vứt ngay ra cái đầu ngọn chuối đấy đi.
Bởi vì là cái này là lúc anh Đức anh đổ vào là không có người san. Đấy, cái mặt bằng cũ của nó đấy, em thấy nó đến như cái mép đấy không? Thì tí nữa mình làm là cũng đi theo đấy để mai ô tô nó lại đi đến chỗ đấy nó lại đổ tiếp một lượt nữa, xong mình lại quăng ra. Thì cái mặt bằng nó mới đâm sang đến cái đất nhà họ bên kia được chứ. Bây giờ là không nâng mặt bằng lên nữa mà để cho nó bằng này thôi. Đúng như thế này gần quá, ra tí nữa em làm cái đường em phải đi cho nó dài thoải mái ra chứ, sau em làm nó lại kê kê vào đây thì tí nữa đứng lên nó lại bập bênh à. Lùi lại đặt cái ben xuống ngủ cứ đi. Lùi, đi thì nó lắm. Đặt xuống đấy, ngủ đi, ngủ cho bằng, đừng có sâu sâu nữa. Ra một tí thì lại lên. Đấy thì lại lên quá rồi, lại lùi lại một tí, ngủ cho nó bằng đi. Xong rồi hạ ben đúng không? Hạ ben đúng không? Đấy, gà đi. Hạ sau thấp xuống tí. Khi mà cái ben của mình nó đang lên thì mình phải hạ thấp xuống. Đấy, xong gạt bằng nó ra. Gạt là chủ yếu là gạt để gạt ra bên ngoài, đừng có gạt vào bên trong. Bởi vì bên ngoài là nó sau này nó lún, ở trong nó không lún đâu. Ở bên ngoài cho nó cao hơn một tí. Chỗ nào nó lún thì mình phải như thế. Ở bên trong thì nó là đất cứng rồi. Bây giờ tiến ra một phát, cho nó lún bao nhiêu thì lún một tí nữa mình bù bổ sung thêm. Đấy, phải như thế này thì nó mới tiến đi lâu dài được chứ. Em cứ làm nó mô mô thì nó cao không làm được. Nó hơi thấp một tí thì mình đặt cái ben xuống. Đấy, lùi lại đi. Vào cái hòn đá này để tiến thêm nữa để với nó dễ. Để cái đường của mình cho nó dư, cho nó thoải mái vào. Chứ đừng có để nó tù túng, nó cục quá. Cứ một tí lại sửa, tí lại sửa. Vừa thôi, một tí nó mắc cốc chuối. Hơi với ra một tí làm thì nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, tầm đấy. Ga lên tí nữa nào. Yếu quá phải ghé vào đi, cái chỗ nào ở bên dưới nó cứng hơn, đá sỏi là phải hút xúc từ dưới đáy xúc lên chứ nó không như kiểu đất hay cát mà vục vào được đâu. Đấy, cứ vơi hết cơ là thả ra đấy, chuối kia mai người ta khắc chặt kìa, xúc gọn luôn từ trong này, cào luôn từ cái rác này đi để lấy luôn cái mặt bằng luôn. Cần thiết thì bây giờ đứng cái máy nó chéo ra cái mép ngoài đấy để quăng phát nó xuống ngủ luôn thì càng tốt. Tí nó đỡ phải làm lại lần nữa. Cái này là mình không vội. Còn nếu mà vội thì muốn nó gọn nhất thì em phải đứng cái máy ra cái góc kia để quăng hẳn dưới cái lỗ nước đi. Và cứ tiến lên nó lùi lại để làm cho nó sạch đấy. Thế như thế là sau này có xe phát là về nó lùi được luôn. Còn cái đất ướt này là sau này không thể đi được. Trơn. Đến lúc nó xong gọi làm nhau nhau một tí cũng được. Sau này mình lùi lại, mình xuống dưới đấy, mình lấy cái ben mình ủi phát khoảng đi. Xong rồi giải cái đất khô lên là sau này là mình chở. Vừa rồi thì mình vừa mới chỉ đo em Phú vài đường. Đấy thì em Phú bây giờ cứ khúc và quăng ra những cái mép này thôi. Và những cái đằng bên này thì là sẽ đứng lùi máy lên đây. Đấy, xong sau đó là với ra đây và xúc thả ra phía ngoài này các bác nhé. Đấy, còn cái đằng ngoài này thì là sau này mình sang cái đống này ra nó sẽ có đường. Đó thôi thì cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi. Em Phú em ấy làm cái này thì là sẽ cho em Phú tự làm anh em nhé. Chứ mình không nhảy lên làm đâu. Mình chỉ bảo thôi để cho em Phú em ấy nắm bắt công việc cho nó quen dần. Chứ không thì về sau này nếu mà không có người bảo, không có người chỉ thì em học rất là lâu. Cho nên là mình có chỉ qua và để cho em tự làm. Để làm sao để em biết được là nó nhanh, nó gọn như thế nào thì làm như thế nào để cho nó tiết kiệm thời gian cũng như là công việc của mình nó trôi chảy, nó nhanh gọn. Đó. Thôi thì cái video này của mình cũng khá là dài rồi. Thì mình xin kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và comment ý kiến các bác bên dưới video nhé. Ok, thân mến, chào tạm biệt.